Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tây tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, ngày hôm nay ở lúc Thu làm cái video này là 5 giờ 21 phút ngày Chủ nhật. Thì trong cái video này Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà không được tốt lắm, nhưng mà cũng muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái tin tức cũng như là hiểu được thêm về cái vấn đề liên quan tới Ấn Độ. Tại vì chúng ta nhận được tin tức là Ấn Độ có ý định là sẽ cấm tiền kỹ thuật số tuyệt đối. Thì cái vấn đề này là sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường cũng như là giá cả của thị trường crypto. Đây chính là cái tài liệu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cộng vào đó tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một số những cái cập nhật mới nhất liên quan tới cái vụ là một số giao dịch Ethereum. Tổng cộng có 3 giao dịch mà có cái số lượng phí rất là cao. Các bạn thấy là 2 giao dịch mà cái phí đã lên tới là hơn 5 triệu đô la. Thì chúng ta có một số những cái tài liệu mới liên quan tới cái vụ này Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like để đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như bạn nào mà muốn theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội thì các bạn có thể vào trang web thuancapital.com. Trên đây các bạn sẽ tìm thấy những cái bài viết cũng như là những cái link mà Thuận dùng trong các video. Và nếu như mà các bạn bấm vào giới thiệu thì các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là link Facebook, Telegram và Twitter. Một điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn là những bạn nào mà có hứng thú tham gia các sàn giao dịch, nhất là những bạn nào mà có hứng thú tham gia sàn margin SnapEx thì cái ưu đãi 2.000 điểm Snap để mà tham gia tạo một chương mục mới của SnapEx là ưu đãi đó là sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật, nghĩa là ngày hôm nay. Thì các bạn thấy là cái giờ kết thúc là trước 11 giờ đêm. Để Thuận refresh lại, bây giờ là 5 giờ 25 sáng thì các bạn thấy là hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như những bạn nào mà muốn tham gia sàn SnapEx thì link sẽ nằm ở phía dưới video này, hay là các bạn có thể tìm thấy những cái link liên quan tới sàn margin Bybit hay là sàn Binance. Sử dụng link của Thuận Capital tham gia sàn Binance thì bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Và đương nhiên như bạn nào ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu và tham gia sàn Coinbase. Thì tin tức liên quan tới Ấn Độ, đây là một cái dự luật mà đã được báo chí nói tới cách đây khoảng chừng là 2 ngày. Và hôm qua Thuận thì muốn nói tới vấn đề này với các bạn nhưng mà không có thời gian để mà chia sẻ tại vì bận một số việc cá nhân. Thường thì tiêu chỉ của Thuận là Thuận cố gắng để mà ra video hàng ngày để các bạn có một số những cái tài liệu cũng như là một số những cái phân tích để các bạn hiểu rõ hơn về thị trường crypto. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì có thể là Thuận không thể thực hiện được mỗi ngày, nhưng mà Thuận cũng sẽ cố gắng, cho nên hôm nay chúng ta lại sẽ trở lại và chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu này ngày hôm nay. Và điều quan trọng nhất ở đây, đây là một cái dự luật, có nghĩa là vẫn chưa phải là luật, vẫn chưa được thông qua. Nhưng mà cái dự luật này thì cũng rất là gắt gao, và nếu như mà được thông qua thì đây là một điều mà rất là xấu đối với thị trường tiền kỹ thuật số. Thì để hiểu rõ hơn thì dự luật này nói về cái vấn đề gì, các bạn thấy được đây là một cái dự luật của Ấn Độ. Nói là trong cái dự luật này, bất cứ ai mà đào hay là tạo hay là giữ hay là bán hay là chấp nhận thanh toán bằng crypto cũng như là di chuyển crypto thì sẽ phạm luật ở trong nước Ấn Độ. Và người mà phạm luật thì có thể là phạm tội và vô tù lên tới 10 năm, hoặc là cái số tiền phạt có thể lên tới là 3,2 triệu đô la tối đa. Thì các bạn thấy được đây là cái số năm mà tù rất là cao cũng như là cái số tiền phạt rất là cao. Thực ra tiền phạt là sẽ tính là 3 lần so với cái số mà chính phủ cho là gây ra thiệt hại, nhưng mà cao nhất là sẽ là 3,2 triệu đô la. Nhưng mà các bạn thấy đây là một cái luật mà vô cùng gắt gao, tại vì các bạn thấy là hầu như là các bạn không thể đụng tới tiền kỹ thuật số dựa theo cái dự luật này. Tại vì các bạn không thể đào, các bạn không thể giữ, các bạn không thể bán, các bạn không thể sử dụng, các bạn không thể di chuyển, thì các bạn không thể làm gì hết đối với tiền kỹ thuật số. Và nếu như mà các bạn phạm luật thì các bạn sẽ bị xử lý rất là nghiêm trọng. Các bạn cũng đang thấy là lên tới 10 năm tù cũng như là tiền phạt có thể lên tới là 3,2 triệu đô la. Thì đương nhiên đây là một cái luật mà các bạn thấy là rất là đáng lo, tại vì nếu như mà luật này được thông qua thì coi như Ấn Độ đã không còn là một cái quốc gia mà tiền kỹ thuật số có thể phát triển được nữa. Và chúng ta thấy là đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nhận được những cái dự luật cũng như là những cái luật gắt gao từ Ấn Độ đối với thị trường tiền kỹ thuật số. Tại vì các bạn thấy trước đây không lâu thì đã có những cái luật được đưa ra bởi RBI, có nghĩa là Reserve Bank of India, là cái ngân hàng trung ương của Ấn Độ, đã đưa ra cái luật nói là bất cứ một ngân hàng nào cũng không có được làm việc với những cái công ty liên quan tới crypto. Đương nhiên cái luật này đã gây ra nhiều cái sự tranh cãi, và cuối cùng thì tòa án cũng đã không có chấp nhận cái luật này, nói là ngân hàng trung ương của Ấn Độ không có quyền để mà nói những cái ngân hàng phụ thuộc vào họ là không có được làm việc với những công ty crypto. Thì cái luật này đã bị xóa bỏ vào tháng 4 năm 2018, và từ đó cho tới ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cũng bắt đầu người Ấn Độ từ từ tham gia trở lại thị trường tiền kỹ thuật số. Nhưng mà nếu như mà cái dự luật này được thông qua thì coi như là tất cả những gì liên quan tới tiền kỹ thuật số đều sẽ bị cấm tuyệt đối ở Ấn Độ. Thì một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là, thứ nhất, các bạn cần phải nên hiểu là cái dự luật này nếu như mà muốn được thông qua thì phải được bàn bạc và phải được chấp nhận bởi nội các của Ấn Độ. Sau đó rồi cái dự luật này mới được bỏ phiếu ở trên Quốc hội của Ấn Độ. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ mới có cái bước ban đầu, và các bạn cũng đã thấy là luật thì thường thường khi mà một người đưa ra dự luật thì dự luật đó là sẽ bị thay đổi, và cái phiên bản cuối cùng có thể là rất là khác so với lại cái phiên bản mà được đưa ra ban đầu. Cho nên chúng ta cũng hy vọng là cái phiên bản cuối cùng của dự luật này sẽ không có gắt gao như là chúng ta thấy. Nhưng mà đây là một cái điều mà rất là nghiêm trọng, tại vì các bạn thấy được là trước đây khi mà RBI, ngân hàng trung ương của Ấn Độ, nói là không cho những cái ngân hàng chấp nhận làm việc với là những cái công ty crypto, thì điều đó đương nhiên là xấu, nhưng mà không xấu đến nỗi là người dân không thể tham gia vào thị trường crypto. Các bạn thấy là miễn là một cái sàn giao dịch, giả sử như sàn giao dịch đó mà vẫn có thể hoạt động được thì người dân vẫn có thể là mua bán, trade, hold hay là di chuyển tiền kỹ thuật số. Những điều đó hoàn toàn là hợp pháp. Nhưng mà cái dự luật này thì nói những điều đó sẽ không còn là hợp pháp. Đó là cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Thì để hiểu ra được là cái luật này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với tiền kỹ thuật số thì chúng ta hãy nhìn vào Ấn Độ. Các bạn thấy được là Ấn Độ là một quốc gia mà tham gia rất nhiều vào thị trường tiền kỹ thuật số vào những năm 2016, năm 2017. Thì dựa theo bài viết này của Cointelegraph, thì đây là bài viết được chia sẻ hồi tháng 3 mới đây. Thì Ấn Độ có tổng cộng là khoảng là 1,3 tỷ dân. Và trong 1,3 tỷ dân này là khoảng 5 triệu người là đang tham gia vào thị trường crypto, có nghĩa là khoảng 0,4%. Tuy là 0,4% là một con số rất là nhỏ, nhưng mà đối với 5 triệu người này, hàng ngày cái giao dịch ở trên CoinDCX đã lên tới 10 cho đến 15 triệu đô la. Và các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ bởi Business Insider, đây là tài liệu được chia sẻ hồi tháng 3 năm 2020, thì các bạn thấy được là 5 cái sàn giao dịch lớn của Ấn Độ thống kê là giao dịch Bitcoin là khoảng 750 đồng Bitcoin mỗi ngày. Và nếu chúng ta tính là trung bình thì cái volume mỗi ngày, cái khối giao dịch mỗi ngày của 5 sàn giao dịch này đã lên tới 7.913.250, là các bạn thấy đây là một cái khối lượng giao dịch rất là lớn. Và trong vòng 180 ngày thì giao dịch trung bình là lên tới 1,4 triệu đô la. Và các bạn thấy là những cái sàn giao dịch lớn ở Ấn Độ bao gồm sàn ZTH, Unocoin, Coinex, nhưng mà gần đây chúng ta thấy được là có một số những cái sàn giao dịch lớn hơn đã bắt đầu tham gia vào thị trường của Ấn Độ, như là chúng ta thấy là chúng ta có những cái sàn như là Binance và OKX. Thì hai sàn này cũng đang phát triển rất là lớn ở Ấn Độ. Nhưng mà nếu như mà cái dự luật này được thông qua với cái tình hiện tại thì coi như là hai sàn này cũng phải rút ra khỏi Ấn Độ, tại vì các bạn thấy là không có thể đụng tới crypto nếu như mà dự luật này được thông qua. Và các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào tình hình của Ấn Độ thì sàn ZTH nói là trong cái thời gian mà Bitcoin sôi động như là năm 2017 thì mỗi một ngày cái số lượng người mà tham gia sàn giao dịch mỗi ngày là từ 300.000 cho đến 400.000 người mới đăng ký sàn ZTH. Và cũng năm 2017 đó, những lúc mà các bạn thấy là cuối năm khi mà giá cả dao động mạnh thì sàn Coinex nói là giao dịch đã lên tới 265 triệu và mỗi 24 tiếng đồng hồ thì cái số lượng người mà đăng ký của sàn Coinex đã lên tới 40.000 người. Ấn Độ là một nước mà rất quan trọng đối với tiền kỹ thuật số, cũng như là một nước mà rất có tiềm năng để mà phát triển thị trường tiền kỹ thuật số. Và bài viết này của CoinDesk chia sẻ là có 3 cái lý do lớn dẫn đến là tại sao mà Ấn Độ lại là một nước rất là tốt cho sự phát triển của crypto. Nhưng mà mình nghĩ là thực sự được có 4 lý do. Lý do đầu tiên mà CoinDesk nói tới trong bài viết này là Ấn Độ là có một cái số lượng người trẻ tuổi rất lớn, và những người trẻ tuổi đó là rất là thích sử dụng điện thoại để mà làm tất cả mọi việc, cũng như là rất là tin tưởng hệ thống internet. Thứ nhì nữa là Ấn Độ có cái làn phủ sóng 4G rất là lớn, cho nên là một cái quốc gia thích hợp để có thể là sử dụng những cái tiền tệ trên internet. Cũng như là người Ấn Độ thì họ có thể là mua những cái máy điện thoại di động thông minh rất là rẻ tiền, tại vì thị trường Ấn Độ thì có rất là nhiều cái model, người ta có thể là dễ dàng mua được một cái model với cái giá rẻ và có thể sử dụng để mà giao dịch tiền kỹ thuật số. Đây là ba lý do được nói tới bởi bài viết này của Cointelegraph. Nhưng mà đối với Thuận thì còn lý do thứ tư nữa là Ấn Độ là có rất là nhiều người mà hiện bây giờ là không có ngân hàng. Theo thống kê thì có khoảng chừng là 190 triệu người dân là không có hoạt động ngân hàng, có nghĩa là vì một lý do nào đó ngân hàng của Ấn Độ, hệ thống ngân hàng của Ấn Độ là không có hỗ trợ, không có phục vụ cái số lượng người này lên tới 190 triệu người. Thì các bạn thấy được là tiền kỹ thuật số là một cái lựa chọn rất là tốt, tại vì các bạn không cần phải có chuyên mục ngân hàng, vẫn có thể là trả tiền sử dụng để mà dùng để thanh toán hay là gửi chuyển. Cho nên đây là một cái quốc gia mà có cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với thị trường crypto, và các bạn cũng đã thấy là khối giao dịch là cao như thế nào. Cho nên nếu như mà cái dự luật này được thông qua thì tôi nghĩ là cái điều mà chúng ta sẽ thấy được là sẽ có rất nhiều người Ấn Độ họ sẽ bán đi cái tiền kỹ thuật số của mình, tại vì tôi nghĩ là họ cũng không có muốn mạo hiểm để mà lưu trữ. Tuy nhiên là các bạn thấy là lưu trữ tiền kỹ thuật số thì các bạn chỉ có cái ví, nhưng mà các bạn không biết được là người đứng sau lưng cái ví đó là ai. Thì trên căn bản nếu như mà các bạn không nói thì thực sự mà nói cũng không biết cái ví đó là của các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là nhiều người nhìn vào cái số tiền mà bị phạt cao như vậy với lại cái số năm mà có thể là bị tù cao như vậy thì họ sẽ rất là lo sợ và nghĩ là không đáng để mà lưu trữ tiền kỹ thuật số. Và tôi nghĩ là lý do tại sao mà những nhà lập pháp đưa ra một cái dự luật gắt gao như vậy lên tới 10 năm tù và phạt lên tới 3,2 triệu để mà làm cho những người dân lo ngại và sợ hãi hơn. Cho nên nếu như mà cái dự luật này được thông qua thì tôi nghĩ là thị trường crypto sẽ có một cái đợt xuống giá. Nhưng mà tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa có thêm những cái chi tiết liên quan đến cái dự luật này là khi nào thì mới được thông qua nội các cũng như là khi nào mới được bỏ phiếu ở Quốc hội. Thuận biết là có một số bạn đang sống ở Ấn Độ mà theo dõi chương trình Thuận Capital này, thì các bạn có thể comment ở phía dưới video để cho những bạn khác hiểu được tình hình của Ấn Độ là như thế nào. Tại vì nhiều khi Thuận không sống ở Ấn Độ cho nên nhiều khi những cái tin tức cũng không có chính xác và nhạy bén bằng những bạn nào mà đang sống ở quốc gia đó. Thì bạn hãy comment ở phía dưới. Có hai điều Thuận muốn nói với các bạn, ngoại trừ liên quan tới ảnh hưởng đến giá cả thì bạn cũng đã thấy là rất là xấu nếu như mà được thông qua. Điều thứ nhất Thuận muốn nói với các bạn ngoài việc đó chính là các bạn không thể cấm tiền kỹ thuật số, các bạn chỉ có thể là cấm bản thân mình sử dụng tiền kỹ thuật số mà thôi. Tại vì các bạn thấy là tiền kỹ thuật số không ai có thể ngăn cản được, nhất là chúng ta nói tới những cái mạng lưới phi tập trung như là Bitcoin. Và cái điều thứ nhì thì các bạn thấy là gần đây chúng ta nhận được rất nhiều những cái tin tức tốt, nhất là từ Hoa Kỳ liên quan tới là bao nhiêu những cái tổ chức đầu tư đã tham gia vào thị trường này, cũng như là các bạn thấy tin tức liên quan tới cái sàn chứng khoán của nước Đức thì muốn đưa ra một cái sản phẩm Bitcoin ETP. Khoảng chừng là 2 tuần nữa là sẽ có mặt để cho mọi người có thể là mua bán cái sản phẩm đó trực tiếp ở trên sàn giao dịch chứng khoán của Đức. Thì gần đây ở trên Twitter, Plan B, cái người mà đã chia sẻ những cái mô hình stock to flow mà thường hay chia sẻ với các bạn, thì đã nói là Bitcoin đã đi vào cái giai đoạn thứ 5. Thì những bạn nào mà không hiểu giai đoạn thứ 5 là gì thì các bạn thấy là đối với Plan B thì Bitcoin đã đi qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nghĩa là proof of concept, có nghĩa là đây chỉ là một cái ý tưởng, một cái white paper mà thôi. Sau đó giai đoạn thứ nhì đó chính là Bitcoin chuyển thể thành một cái phương tiện để mà thanh toán giao dịch. Đó chính là lúc mà các bạn thấy là Bitcoin có thể được dùng để mà mua một số đồ trên mạng. Sau đó các bạn thấy là chuyển thể thứ ba đó chính là Ego, có nghĩa là vàng điện tử. Thì Bitcoin có những cái đặc điểm mà có thể trở thành một cái tài sản, không chỉ đơn giản là một cái phương tiện thanh toán. Và cái giai đoạn thứ tư đó chính là cái giai đoạn mà chúng ta đã trải qua trong vòng 2 năm qua, khi mà chúng ta thấy có những cái sản phẩm như là hợp đồng tương lai trên sàn CME, hay là chúng ta có sản phẩm ETP của Bitcoin, cũng như là chúng ta có những cái sản phẩm từ Grayscale. Đây là một cái giai đoạn mà Bitcoin trở thành một cái công cụ tài chính. Và bây giờ các bạn thấy là hầu như nước Mỹ đã công nhận Bitcoin là một cái mảng đầu tư, một công cụ tài chính. Các bạn thấy là các bạn có thể lên trên trang web CNBC, và bây giờ CNBC đã có một cái mục riêng cho tiền kỹ thuật số. Các bạn có thể là bấm vào market thì các bạn thấy là có cryptocurrency. Những cái điều này cho thấy được là những cái trang web tài chính đã liệt thị trường crypto vào một cái mảng đầu tư. Đây là cái giai đoạn thứ tư. Và giai đoạn thứ năm là lúc mà Bitcoin đã trở thành một cái công cụ dùng để mà thách thức thị trường tài chính truyền thống, cũng như là dùng để mà thách thức tiền pháp định. Thì mình thấy được là Bitcoin đã từ từ chuyển vào giai đoạn thứ năm. Và trong giai đoạn này chúng ta sẽ thấy được là có một số quốc gia là sẽ mở tay để mà chào đón tiền kỹ thuật số, như là các bạn thấy những nước như là Nhật Bản, Úc, nước Anh hay là nước Hoa Kỳ. Thì hiện bây giờ Bitcoin và tiền kỹ thuật số vẫn được coi như là một cái loại tài sản, và chỉ cần là các bạn đóng thuế thì các bạn hoàn toàn có thể được sử dụng, được bán, được mua, hoàn toàn là hợp pháp. Nhưng mà cũng sẽ có một số những quốc gia rất là lo ngại về là họ sẽ mất đi cái tầm kiểm soát tiền pháp định của mình. Và các bạn thấy đây là một trong những cái động lực mà đã khiến cho những quốc gia như là Ấn Độ có thể đưa ra những cái luật tối phần rất là vô lý và rất là gắt gao đối với thị trường crypto. Và trong cái giai đoạn thứ năm này, tôi nghĩ là trong vòng vài năm, giống như các bạn thấy là bây giờ những quốc gia thì một số tiền dự trữ của quốc gia là họ được lưu trữ bằng vàng. Thì tôi nghĩ là trong tương lai cũng sẽ có những cái quốc gia mà lưu trữ một số lượng tiền của quốc gia bằng BTC. Đó là một điều mà tôi nghĩ là sẽ xảy ra. Đó chính là cái giai đoạn thứ 5 mà được nói tới Plan B. Tôi sẽ có một cái video chi tiết hơn để mà chia sẻ về năm cái giai đoạn này để các bạn hiểu rõ hơn. Tại vì khi chúng ta nói tới Bitcoin thì Bitcoin cũng như là những cái phát minh trước đây sẽ chuyển thể từ từ. Như là các bạn thấy là Internet cũng như là một cái nơi mà các bạn có thể tìm những cái tài liệu cũng như là một cái thư viện online, cho đến Internet ngày hôm nay đã trở thành một cái công cụ mà các bạn có thể sử dụng hàng ngày. Như là các bạn có thể dùng Internet để mà chỉ đường lái xe, định vị, cũng như là các bạn có thể dùng Internet để mà nói chuyện với bạn bè lên những cái mạng xã hội. Thì Internet từ khi mà ra đời cho tới bây giờ thì cũng đã chuyển thể rất nhiều lần. Bitcoin cũng sẽ như vậy. Mà như Thuận đã chia sẻ với các bạn không thể cấm Bitcoin, các bạn chỉ có thể là cấm bản thân mình sử dụng Bitcoin. Và đây là tin tức liên quan tới Ấn Độ mà Thuận rất là muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái tình hình này là như thế nào. Và Thuận cũng không hy vọng là chúng ta thấy dự luật này được thông qua. Kế tiếp Thuận muốn chia sẻ với các bạn một cái cập nhật liên quan tới cái vụ mà các bạn thấy là có 3 cái giao dịch mà cái phí rất là cao ở trên mạng lưới của Ethereum. Chúng tôi đã nói tới trong những cái video trước đây. Thì để tóm tắt lại, các bạn thấy được là có 3 cái giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum. Một cái giao dịch là di chuyển khoảng chừng 136 đô Ethereum, nhưng mà cái phí của người này đã trả là lên tới 2,6 triệu đô la. Giao dịch kế tiếp các bạn thấy là cũng tương tự, giao dịch chỉ có là 86.000 đô la Ethereum, nhưng mà cái phí của người này trả đã lên tới 2,6 triệu đô la. Hai giao dịch này các bạn thấy là đến của một ví, cái ví bắt đầu từ 0xc và kết thúc là 82D, các bạn thấy là cũng tương tự. Cái giao dịch này cũng là 0xc 82D, cho thấy được là hai cái giao dịch mà trả các phí lên tới 2,6 triệu đô la là đến từ một cái ví. Còn một giao dịch thứ ba mà nhiều người bây giờ cũng chưa biết là có phải liên quan tới vụ này hay không, đó chính là cái giao dịch mà người này di chuyển cái số lượng tiền lớn hơn rất nhiều, di chuyển lên tới 752.000 đô. Nhưng mà cái phí giao dịch thì trả là 539.000, không có cao như là hai giao dịch trước đó. Bây giờ thì nhiều người cho là giao dịch thứ ba này chỉ là một cái giao dịch ngẫu nhiên, chứ không phải là liên quan đến cái hai cái giao dịch mà chúng ta mới vừa nói tới. Thì cái tây 2 ngày, thị trường crypto cũng đã có nhiều cái phỏng đoán là chuyện đang xảy ra. Tại sao mà lại có người bỏ cái phí cao như vậy? Nhiều người nói đây là rửa tiền, nhiều người nói đây là sàn bị hack, nhiều người nói là vì một cái lý do nào đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có thêm một cái giả thuyết khác nữa. Thì giả thuyết này đã được nói tới bởi nhiều trang web khác nhau, và các bạn thấy được là ngay cả Vitalik Buterin cũng đã chia sẻ về cái giả thuyết này. Cái giả thuyết này là các bạn thấy là đối với lại Vitalik và một số người thì có khả năng là cái sàn giao dịch mà đứng sau lưng cái ví này. Tại vì cái ví này khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử thì các bạn sẽ thấy là giao dịch rất là nhiều, không giống như là một cái ví bình thường. Thì ví này là có khả năng rất cao là của một cái sàn giao dịch, và cái sàn giao dịch này có thể là đã bị hack, và hacker đã khống chế được những cái chức năng trên sàn giao dịch này, chỉ là không có tự gửi tiền cho bản thân mình. Tại vì các bạn thấy là có một số những cái sàn giao dịch mà sử dụng multisig, có nghĩa là cần nhiều người ký tên mới có thể rút tiền được. Cho nên nếu như mà cái người này mà hack được cái sàn mà họ không có đủ những cái chữ ký thì cũng không có di chuyển cái số lượng Ethereum trên sàn được. Nhưng mà cái người này thì họ có thể là gửi đồng Ethereum tới những cái địa chỉ mà đã được whitelist, có nghĩa là đây là những cái địa chỉ mà đã được sàn chấp nhận trước đây, mà không cần phải có multisig, không cần phải có nhiều chữ ký, thì có thể là gửi tới những cái địa chỉ ví mà đã được xác nhận bởi sàn trước đây. Thì cái người này có thể là đang tống tiền sàn bằng cách nói là nếu như mà không có giao đồng Ethereum cho họ thì họ sẽ tạo ra những cái giao dịch gửi tới những cái địa chỉ ví được whitelist, Và khả năng cao này những địa chỉ ví wireless này là những địa chỉ ví khác của sàn. Cho nên sàn về mặt căn bản thì không có mất tiền, nhưng mà cái người này có thể là tăng cái phí lên. Các bạn thấy là tăng cái phí lên 2,6 triệu đô la cho hai cái giao dịch chúng ta mới vừa nói tới, thì sàn sẽ phải trả cái phí rất là cao. Và cái phí này là đương nhiên là sàn sẽ bị mất, tại vì cái phí này là sẽ được đưa cho cái hội đào mà đã đào cái giao dịch đó. Và nhiều bạn có thể biết là hội đào đó là hội đào SparkPool. Nhưng mà cái hội đào của cái giao dịch thứ ba mà nhiều người nói tới là không phải là từ SparkPool mà từ một cái hội đào khác. Cho nên nhiều người cho là cái giao dịch thứ ba mà chúng ta nói tới cái phí là 539.000 đô đó, thì cái giao dịch đó là không phải là cùng một cái vụ mà có thể là một cái vụ khác. Thì trở lại với lại hai cái giao dịch mà 2,6 triệu đô la thì các bạn thấy là cơ hội bây giờ là đây là một cái cuộc tống tiền. Và thực ra cái giả thuyết này là bắt nguồn từ một cái bài báo online là Chain News. Thì sự thật là như thế nào chúng ta vẫn chưa có biết, tại vì bây giờ cái người mà đứng sau lưng cái ví vẫn chưa có ra mặt. Mặc dù là cái hội đào SparkPool đã nói là nếu như đây là một cái lỗi lầm của người dùng thì có thể là liên hệ với lại SparkPool để bàn bạc. Tại vì trước đây cũng có một cái lỗi tương tự từ một cái người khác. Thì SparkPool, cái hội mà đã đào được cái giao dịch này, họ đã chia 50-50, có nghĩa là họ hoàn trả lại 50% của cái phí cho cái người mà đã lỡ tay gửi cái số lượng lớn phí, và họ giữ lại 50% để mà trả cho những cái người mà tham gia đào, những cái member của họ. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức là cái người đứng sau lưng là ai. Cho nên những gì mà chúng ta mới nói tới chỉ là một cái giả thuyết. Thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.